出都古话，良心好，对君子不是假。论功夫，高得少有匹敌。降服两未离我，一声我响叱咤。Chiêm bước nghịch tử. Tấp trạch sư, mời lại lũ ly rượu để cho ấm người nha. Cảm ơn Trạng Nguyên gia. Nè, Tấp trạch sư, mời. Quà, có miếng rượu vào bụng. Con người cảm thấy ấm và thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn Trương đại nhân. Điệt khách sáo, tiếc là ta đã bận việc ở trong mình. Nếu không thì sẽ cùng Tống trạch sư đi các nơi để mà ngắm phong cảnh. À, không đâu, làm việc quan trọng hơn mà. Công tác thì quan trọng, nhưng mà có thể cùng Tống trạch sư, một người bác học như vậy, ngồi trong một chiếc thuyền uống rượu trò chuyện, thiệt là một lạc thú của đời người. Cho nên ta đã cố tình biểu thuyền gia cho thuyền đi chậm một chút. Chậm một chút? Không sai. Cho nên tối nay chúng ta có thể thiên nam địa bắc trò chuyện hả hê. Nè, cà tiếp nha. À, được, uống. À, phải, Tống trạch sư, quê quán của người ở đâu? À, quê quán của ta là ở Quảng Châu. Quảng Châu, như vậy thì hay quá. Quê quán của ta cũng ở Quảng Châu. Vậy sao? Nhưng mà ta bỏ đi từ thuở nhỏ, cho nên phong thổ nhân tình và tập tục thói quen, những chuyện kỳ án lạ thì không có hề biết nhiều. Ta nghĩ chắc Tống trạch sư có thể kể tường tận với ta hả? Ồ, Quảng Châu hả? Mà cái thứ gì truyền kỳ án lạ? Thật ra thì không có gì đâu, ở Quảng Châu á cũng thái bình dữ lắm, cho nên bấy lâu nay á không có án lớn gì hết. Còn người hỏi về dân tình và hoàng phủ, thật ra thì cũng cỡ như là kinh thành thôi à, người ở đó rồi sẽ biết. Chị không ngờ Tống trạch sư được người dân Quảng Châu yêu chuộng như vậy. Được cái gì chứ, họ nghe được sự tích của ta ở Thanh Viễn, tới đón mừng cho chúng ta thôi. Các vị hương thân, tiệc là lãng phí quá đi. Ây da, tiệc là khách sáo quá. Thật ra chúng tôi tới đây là để đón tiếp Trương đại nhân đó. Quang kính cho đại nhân, quang kính cho đại nhân. Được biết Trương đại nhân, anh minh thần gió, công chánh nghiêm minh. Cảm ơn, cảm ơn các vị rất nhiều. Sư thích ông như vậy hay là ta tặng cho hắn luôn nha. Đừng có làm dập hết mấy bó hoa mà. Mợ hai, mợ phải suy nghĩ cho kỹ nha. Cái chuyện này đầu giường đánh lộn mà thì cứu giường về thôi, mợ. Người nói đã chưa? Lão già ngồi đây chưa có lên tiếng, người đã tí lìa. Cầm miệng lại đi. Ê, ta nghĩ là chuyện lớn quá nhỏ đâu. Ta về tới rồi nè. Cái gì? Cậu hai, đừng có đứng cười hề hề nữa. Qua khuyên mợ hai cho mau đi. Chuyện gì? Hạnh phúc chung thân của cậu đó. Linh Lung mà em làm gì? Tại sao thu dọn hết đồ đạc vậy? Em muốn bỏ đi. Thôi đừng nha, em đi đâu được chứ, lại về núi Thiên Thành. Cho dù em có giận đi nữa, không nên chạy về nhà của mẹ mà, thì khó coi dữ lắm. Người nói xong rồi chứ? Phải. Lùi lại đi. Ây da. Phải rồi, đừng có đi nữa. Anh mang vô phòng giùm em nha. Ai nói là ta phải đi? Đồ này là của người. Là của ta? Bà đuổi ta đi. Quỳ, cái hôm ở Thanh Viễn, bà qua cầu rút gián, xô ta xuống biển, xém chút khiến ta mất mạng đã được ra ngoài rồi mà. Bây giờ còn đuổi ta đi? Không được sao? Nếu có sông Thanh Viễn, có thể ta sạch đi những đồ và bẩn ở trong thâm tâm của người sao? Nhà họ Tống mình là nhà trong sạch, người nhà thiệt làm tổn thanh danh của nhà họ Tống. Đủ rồi nha. Hơ, thì là không phần lớn nhỏ. Ta dù sao cũng là chủ một nhà, dù làm sao thì còn lại bàn thảo đi. Đuổi nó đi hay sao cha hả? Vậy thì phải. Bây giờ nhà họ Tống mình
đã có kế tổ nối dòng nối tông, cho nên nếu như không có Tống Thế Kiệt đó hả, thì cũng đâu có sao. Vậy thì phải. Quê cha, cha làm gì đây? Lấy cháu không lấy con hả? Cậu hai, lần này tôi không binh cho cậu. Hành vi của cậu nếu giữ với quê của tôi đã đem đi dìm lòng heo rồi. Bà Vũ. Cậu hai, đừng có gỡ nữa, cầm đi. Tính của đàn bà thì giống như là thời tiết vậy mà, ba hồi vậy ba hồi khác, cậu nên nhịn chút đi. Bây giờ thời kỳ căng thẳng thì cậu hãy ra ngoài đảo vòng tạm lánh mặt rồi hãy trở về sau. Ý dạ, Linh Lung à, ta dù sao cũng là một đấng tràng dương và cũng có chút tài tiếng ở đất Quảng Châu này. Bây giờ đuổi ta ra phố bắt ta ôm một đống đồ lớn, người ta hỏi tới thì là khó trả lời dữ lắm. Làm ơn đi, mai này ta làm sao gặp bà con chứ. Ta biết là lỗi của ta, xin lỗi nhờ. Hay là để ta vô phòng sám hối bế môn một tháng nha. Vậy đi. Đứng lại. Bây giờ ngươi có đi hay không? Không đi. Không được. Một là ngươi tự đi, hai là ta đưa ngươi ra khỏi cửa. Đừng có chơi nữa mà. Ủa da. Ây da. Ê, là Tống Cận Sư đó. À đúng rồi, đúng rồi. Tống Cận Sư kìa, đúng rồi, phải rồi. Mắt bị sơn dù vậy, chắc bị dòng ra ngoài đường đó. Phải rồi, chắc bị bà đánh chứ vậy. Ây da, con mắt bị đỏ lè, đỏ lét rồi. Ây da, đứng về đây, đứng về đây. Đông à, rảnh rỗi sửa lại cái khung cửa đi, muốn té chết người ta sao chứ. Linh Lung à, không cần tiễn anh đâu, anh biết tự lo liệu rồi. Còn nữa, không cần phải chờ cửa anh đâu. Quyện đại nhân khách sáo gì lắm, biết đâu sẽ giữ anh lại một hai ngày để làm khách chứ. Ê, chuyện mà đàn ông bàn tới toàn là quốc gia đại sự, phải bàn mấy ngày mới xong đó. Hey, mấy cái loại xã giao này miễn được thì miễn đi. À, chuyện gì? Cái giường ở trong nhà có phải là tốt không đây? Tiệc là ấm cúng gì lắm. Bây giờ chỉ có một mình ra ngoài rừng gây hoang dã này. Ê, chuyện gì cũng nên có khí cảnh tốt một chút. Bây giờ có phải tốt không đây? Một mình thôi, được tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, như là chim hót trên cành, gió mát. À chi, Trần Thành. Mẹ không muốn chịu khổ nữa. Hãy gọi thằng mẹ đi, hãy thằng mẹ đi. Đừng có sống ở đây nữa. Quỳ, đừng có làm mẫu nha. Quỳ, đệ tẩu à, đệ tẩu, đệ tẩu à, bình tĩnh lại đi. Đệ tẩu à, bình tĩnh lại, đừng có làm mẫu mà. Đệ tẩu à, nha, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói mà. Đại tẩu à, bà đi rồi sao? Xô hai đứa nhỏ xuống biển, bà muốn cho nó chết hả? Không muốn chết nữa, để tâm hai đứa con phải chết đi. Đại tẩu à, bà ngó lại hai đứa con đi. Hai đứa nhỏ này á, thông minh hoạt bát như vậy, rất là dễ thương. Nhập lại á, ít nhất bà mang bầu cũng 20 tháng mới sinh ra được tụi nó. Còn nữa, bà bỏ công vất vả mới nuôi lớn hai đứa tụi nó, bà nỡ lòng hay sao chứ? Ta cũng không muốn đâu, cái quân đã xử tại với chúng ta như vậy. Ta lo là sau khi ta chết đi, hắn sẽ bỏ mặt luôn hai đứa nhỏ. Đại tẩu, nghe bà nói thảm thương như vậy, có phải là có quan tình gì không đây? Ta chính là trại sư, bà có quan tình gì nữa ta biết, có ta giúp được bà không đây? Đây là chỗ nào? Ta cũng không nhớ được nữa, phòng nào cũng giống nhau mà. Có phải là chỗ này không đây? Nè, có phải phòng chữ thiên không hả? Ta không có biết chữ. Vậy à, hay là thử kêu lớn đi. Được hay không? Thì cũng phải kiếm ra hắn thì mới được chứ, thiệt tình. Ôi dạ, sáng sớm đã kêu réo ôm xòm rồi, chuyện gì? Thì xin lỗi nha. Ừ, sẽ là chuyện gì? Thì hỏi kìa, kêu réo ôm xòm. À, cái bà quỷ này hả? Lần trước đánh bà còn chưa đủ sao? Bây giờ còn dám tới. Người đủ rồi nha, còn dám chửi bới bà. Người tối qua thì phong lưu thoải mái, có biết bà giờ thảm thương cỡ nào không đây? Bà dẫn hai đứa con nhảy xong tự tử đó. May là gặp được ta thôi. Cái gì? Ây giời, cái con tiện nhân này thì là bậy bạ quá, nham hiểm mà. Bà tự chết đã đành rồi còn muốn hại chết luôn hai đứa con của ta hả? Câm miệng lại. Bà giờ có người tốt với người như vậy, bà sanh con nuôi con cho người, còn người ra ngoài phong lưu thoải mái, khiến cho bà vợ đòi sống đòi chết. Người có phải đàn ông không đây? Sao lại không phải chứ? Đàn ông dĩ nhiên phải ăn chơi thoải mái hả? Người coi nè, mấy đóa tiểu hoa ở đây đẹp cỡ nào chứ, không lẽ ngày nào cũng phải ở với con muộn nhan sắc phai tàn này sao? Ngươi là đàn ông, ta không tin ngươi chỉ ở với con vợ của ngươi thôi à. Tầm bậy, không phải đàn ông nào cũng hạ tiện như ngươi đâu. Bà vợ của ngươi chịu cực chịu khổ, ngươi mới có ngày hôm nay. Tại sao không nghĩ lúc xưa không có đồng bạc cạo gió, bây giờ mày đặt ra ăn chơi? Nói vậy hả? Ta cảnh cáo ngươi nha, ngươi đừng có cản đầu cản mũi, nếu không ta bỏ luôn ngươi đó. Bà thấy chưa, chú đại tẩu, cái thứ đàn ông này hạ tiện hạ đẳng, bỏ cũng được có tiếc. Vậy ngươi nói vậy, chuyện nhà của ta có mắc mấy gì tới ngươi? Ây da, chú đại gia, có chuyện gì mà bàn thảo lâu vậy? Phải rồi, vô phòng mau đi. Hai chị em thì là nóng lòng quá mà. Cô mụ kia, người hãy về ẩm con coi tiện cho ta. Hả?
Còn ngươi nữa nha, ngươi đừng có nhiều chuyện à. Gì? Nếu mà còn nhiều chuyện nữa, ta lấy dùi cui đập mì, đập chết ngươi đó. Coi chừng á. Đây mình vô trảo. Chú Câu, người bước ra đây. Ra cái gì? Cái người đàn bà bên ngoài là ai vậy? Thì là con vợ đó. Thì là tức quá đi. Chú đại tẩu đừng có lo. Cái thứ dân này không dạy cho hắn thì không được. Ta sẽ kỳ lên công đường giùm bà, khiến cho hắn thân bại danh liệt, không có mặt mũi gặp người ta. Cô hai, hôm nay mình làm món gì đây? Hay là làm món thịt sườn chua nha? Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon đó mà. Ta không muốn ăn ngọt. Phải rồi, thịt heo có gì đâu mà ngon chứ. Vậy thì phải, cái thằng họ Chu kia bậy như vậy, cho nên ta quyết định không ăn thịt heo. Phở heo cũng không ăn. Cô hai à, họ Chu mắc mớ gì tới thịt heo hả? À, cô hai, mình không ăn thịt heo, mình có thể ăn củ sen mà. Coi nha, củ sen thiệt là tươi quá. Ây da, cái thằng Chu Cầu đó thiệt là hạ tiện mà cứ ra ngoài ăn chơi, bỏ mặt vợ con trong nhà, không có đưa tiền chợ mà còn hay đánh đập vợ nữa. Còn nữa, hắn cứ lăng nhăng dây dưa với những người đàn bà đó. Đừng ăn củ sen nữa, ăn khổ qua đi. Ăn khổ qua? Tướng của cô đã khổ lắm rồi, còn ăn cái này. Cầm đi. Nhắc cho cùng, Chu đại tẩu cũng đã khổ mạng, vừa phải coi con, lại phải coi tiệm. Có chồng cũng như là không có chồng. Bây giờ tóm lại Chu đại tẩu thiệt là khổ mạng đó. Cô hai à, vậy còn ăn khổ qua hay không? Không thích thì để xuống đi. Cô hai, sao hôm nay ở ngoài chợ ai nấy đều bàn về Chu Cầu vậy? Thật ra là người gì đây? Ây da, Tống phu nhân à, bộ không biết sao chứ cái tên Chu Cầu đó hả, là ông chủ quán mì đó. Hắn đó hả, hắn nổi tiếng là ăn chơi có tiếng. Ây da, hắn thiệt là bậy quá mà, chọc tức Chu đại tẩu tới nỗi muốn ôm hai đứa còn nhảy xong, mai lại được người ta cứu lại. Đúng thì phải rồi. Thiệt là hạ tiện mà. Ở nhà có người vợ tốt như vậy mà còn nghĩ tới người đàn bà khác. Phải, lại không nghĩ tới người vợ quá đáng khổ cho hắn. Đúng rồi. Lấy làm thì là vô lương tâm mà. Ây da, chồng ta như vậy ta sẽ thiến nó ngài. Chiến hắn thì giải cho hắn thôi. Phải. Đúng vậy đó. Đứng đây chửi bới có ích gì chứ? Mấy ông quan trong quan phủ đều là đàn ông mà. Phải. Đúng. Có bao giờ có người chịu xử cho đàn bà mình chứ? Đúng rồi, ai chịu xử cho đàn bà mình chứ? Ở chỗ gì vậy? Đi. Bây giờ xử sao đây? Xử sao? Tức quá, cái thứ dân như Chu Cầu này phải trừng trị mới được. Thì phải rồi, lần này Tống Trạng Sư vì chúng ta phô trương chánh nghĩa dạy đời cái thằng này thì là tạo phước cho dân. Nói đúng, ta đãi uống trà. Hả? Đi đi đi. Thiếu gia. Quỳ, Đông. Đông bà thế nào, Linh Lung nghe được không đây? Đã nghe lọt hết vô tai. Ta biểu mấy cái đàn bà đó làm như sợ ý, kể ra hết chuyện bậy bạ của Chu Cầu cho bà nghe. Nghe xong thì thiệt bực bội, đồ đi thiến hắn ngay đó. Vậy là được rồi. Để ta kiện cho cái tên này tụt quần luôn. Một mặt có thể dạy đời cái tên khốn nạn này, mặt khác có thể làm người tốt trước mặt của Linh Lung. Ây da, tiếc là hay quá. Lần này có thể rửa sạch vết nhơ cho mình rồi. Mình mẩy được trong sạch. Lại có những ngày sung túc rồi. Cái này đánh ra đi. Lấy bậy lắm đó. Đánh gì đây hả? Đánh ra. Đánh gì vậy? Đánh gì vậy? Đừng lớn tiếng nha. Đây là công đường đó, đừng có hỗn lâu. Người đừng tưởng người là trạng sư là ta ngán người đây nha. Hôm nay ta cũng mướn một trạng sư tới đó. Người có biết không, bây giờ ta là trạng sư đại diện cho Chu Cầu. Ta họ Ngô, tên là Tắc. Thần chủ của ta có tội hay là không đâu phải do người định, mà là phải do trường đại nhân phán. Mau lên làm ơn trách giùm, làm ơn. Mợ hai, mợ cũng nghe thẩm hả? Hai giờ cậu hai. Đúng rồi. Dạ phải, cậu hai giúp bà khổ chủ đó kiện người chồng Chu Cầu của bà, cái thứ hạ tiện mà bây giờ mọi người đều mát bụng đó. Tăng đồ người đàn bà dưới kia, ngươi tới bổn phủ kiều hoàng là vì chuyện gì?
Đại nhân, Tuần thị có lẽ là quá đau lòng, hay là để ta nói giùm cho bà. Ta đại diện cho vợ của Chu Cầu, tức là Tuần thị, tới cáo trạng người chồng Chu Cầu làm chồng bất nhân, ra ngoài ăn chơi đàn điếm, bỏ mặc sống chết của vợ con. Hắn lâu nay chưa tròn trách nhiệm của người chồng, đã khiến cho người vợ Tuần thị nản lòng nản chí, dẫn hai đứa con đi nhảy sông tự tử. May là tại hạ bắt gặp đã cứu được họ thôi. Các vị suy nghĩ đi, nếu như hai đứa con và Tuần thị bị chết, thì Chu Cầu sẽ làm mù sát vợ con. Hắn làm như vậy thì không thể trút trách nhiệm, còn là tội ác tay trời nữa. Uầy, ngươi đừng có nói bậy nha. Bây giờ là bà dẫn hai đứa con của ta đi nhảy sông thôi, ta chưa có kiện bà, bây giờ kiện ta hả? Im lặng. Chu Cầu, để ta hỏi người, lời lẽ của Tống Thế Kiệt có phải là sự thật không? Hãy mau nói thật. Bẩm đại nhân, Tống Thế Kiệt cứ đổ oan cho thân chủ của ta mưu sát vợ con, hắn chẳng qua chỉ là nói bậy nói bạ, thêm dầu thêm mỡ để đổ oan cho người ta thôi đó đại nhân. Còn về việc thân chủ của ta có làm tròn trách nhiệm của một người chồng hay là không, ta xin hỏi đại nhân, lý lẽ vợ chồng á là cái gì? Lý lẽ vợ chồng là kẻ làm chồng phải biết đạo tề gia, nuôi vợ nuôi con. Kẻ làm vợ thì phải hầu chồng dạy con trọn đạo đàn bà. Đây là định luật bất biến của đạo lý vợ chồng. Đại nhân nói như vậy rất là đúng . Kẻ làm vợ thì phải biết an phận thủ thừa, gánh trách nhiệm nuôi con, và phải biết giữ lễ nghi vợ chồng. Còn Tống Trạng Sư cứ kiện thân chủ của ta không làm tròn trách nhiệm, và nói thân chủ của ta không phải là một người chồng tốt. Đại nhân à, tại sao đại nhân không hỏi Tuần thị để biết rõ cô bà đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ hay chưa? Đại nhân, dân phụ tự nghĩ rất tròn trách nhiệm một người vợ, giữ đạo đàn bà, hầu chồng và dạy con. Vậy còn lễ nghi vợ chồng hả? Lễ nghi vợ chồng sao? Nói cho đại nhân biết đi. Ngô Tác, chuyện gì? Thì cũng cho người học sách thánh hiền. Nghi lễ vợ chồng là quyền tư ẩn đó mà, người hỏi một người đàn bà công khai như vậy, có biết xấu hổ không đây? Xấu hổ cái gì? Chuyện có lý lẽ thì ngại gì người ta biết. Chu Cầu, người hãy nói cho đại nhân biết đi, đã bao lâu rồi người không có hành lễ vợ chồng với Tuần thị hả? Tiểu nhân không có dám giấu đại nhân, tiểu nhân đã 3 năm không hành lễ vợ chồng với bà rồi. Nghe chưa? Cái tên Hoa, khi cùng cái tên Hoa tiện như vậy cũng nói ra được. Trời ơi, con mẹ này ít gặp đàn ông cho nên nổi hứng lên, thiệt là hạ tiện mà. Ở trên công đường, đôi tới phi người kiều réo. Chu Cầu, ngươi còn nói bừa nói bãi, bổn hoàng sẽ phá người tội khinh miệt công đường. Bẩm đại nhân, Chu Cầu thân chủ của ta chẳng qua chỉ muốn nói sự thật thôi. Hơn nữa, Chu Cầu và Tuần thị đã thành hôn hơn 10 năm rồi. Trong 7 năm đầu, đôi bên như là cá gặp nước, như nắng hạn gặp mưa vậy. Nhưng mà không ngờ, 3 năm trước đây trong một đêm tối, Tuần thị đã không chịu hành lễ với thân chủ của ta nữa. Bà nói bà không thích ân ai. Đại nhân, thân chủ của ta bây giờ tuổi tác tráng niên, sinh lực đầy đủ, chúng ta đều là đàn ông, đàn ông thì phải biết rõ có nhu cầu gì chứ. Ai nấy đều biết Chu Cầu là một người biết buôn bán, nếu hắn không được cuộc sống hòa hợp thì đương nhiên hắn sẽ sanh ra bực bội và không thể làm việc, như vậy sẽ khiến cho việc làm ăn của hắn từ từ xuống dốc, và đây cũng là tổn thất lớn nhất của hắn đó. Như vậy cũng là lý do đó hả? Con người của người thì đúng là giàu sức tưởng tượng. Bẩm đại nhân, sức tưởng tượng của tại hạ không phải phong phú như vậy đâu, ta chỉ là thấy sao thì nói như vậy thôi. Lúc đầu Tuần thị đã lạnh nhạt với thân chủ của ta, không chịu gần gũi với ổng. Chu Cầu cũng ráng mà nhịn, nhưng mà khi hắn nhịn hết nổi rồi, hắn bị kiệt tâm kiệt sức, tinh thần đã bị tổn thương vô cùng. Nè, coi hắn bây giờ đây nè. Mấy năm trước tóc bạc của hắn đã mọc tùm lum mất trật tự ở trên đầu, còn gương mặt của hắn thì nhăn nhó đầy đường hẻm ở trên đó, giống như là sắp đi chầu trời vậy. Hắn quá bị phẫn thành lực lượng, đi khắp nơi kiếm bạn gái. Chưa đầy 1 năm, hắn đã trở lại tuổi xuân rồi, tươi tắn và hồng hào. Và kể từ đó hắn mới chịu khó đi tới chỗ này đi tới chỗ kia để mà kiếm bạn gái. Tại hạ nhận thấy tại Tuần thị không làm tròn trách nhiệm của một người vợ trước, cho nên thân chủ của ta mới đổi khẩu vị. Như vậy đâu có tội gì. Người hạ tiện ta gặp nhiều rồi, nhưng mà kẻ hạ tiện như người thì lần đầu tiên ta gặp thôi. Hạ tiện vô tội,
kiếm gái có ly. Wow, nói gì vậy đây? Nói gì đây? Wow, vậy mà cũng nói được à? Yên lặng. Tống Thế Kiệt, cho dù là Chu Cầu có chịu nhận ra ngoài ăn chơi đàn điếm, theo luật lệ của Đại Thành, bổn quan cũng không thể phán hắn có tội mà. Ờ. Vậy mà không thể buộc tội thằng này, thiệt là trời không có mắt. Đi chơi gái là chuyện thường thôi, như vậy mà cũng bị tù ha? Vậy hàng năm chắc cả tỷ người bị tù đó. Đàn ông các người, ai nấy đường xấu mà. Bề ngoài của ta như vậy, bên trong không phải à? Được, ta coi như là người đều có lý. Ăn chơi đàn điếm thì vô tội. Ta bây giờ đổi đề tài. Chu Cầu, ta hỏi ngươi, ngươi làm nghề gì? Ồ, ta làm mì, làm ở Quảng Châu lâu năm rồi à. Ờ, ta có nghe qua. Nghe nói là cái tiệm mì này của ngươi, lúc mà ngươi thành hôn đã cùng với người vợ này hợp tác kinh doanh. Tính ra thì cũng đã mười mấy năm rồi. Ta hỏi ngươi, bấy lâu nay ngươi có quen thân hay là tới lui làm ăn với cửa tiệm nào khác hay không đi? Dĩ nhiên là có. Ta cùng với ông chủ dư của Tửu Gia Phước Khánh lâu nay có tới lui làm ăn mà. Đại nhân, ta đã mời ông chủ dư của Tửu Gia Phước Khánh đứng chờ ngoài công đường. Xin được truyền triệu lên công đường để mà hỏi chuyện. Người đâu? Truyền. Truyền ông chủ của Tửu Gia Phước Khánh. Truyền làm gì đây ha? Phải. Tiểu nhân là Dư Phúc, ông chủ của Tửu Gia Phước Khánh, tham kiến đại nhân. Ông chủ Phúc, ông mau nói cho đại nhân biết đi. Có phải là bấy lâu nay ông có tới lui làm ăn buôn bán với lại Chu Cầu không đây? Dạ phải. Tiểu nhân và Chu Cầu có hiệp định nhau. Chu Cầu cung cấp mì dài hạn cho Tửu Gia của tiểu nhân để bán đó mà. Ừ, làm ăn cũng khá không hả? Dạ cũng không tệ. Quay 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 quay, Tống Thế Kiệt, người có biết bây giờ đang thẩm án gì không hả? Tống Thế Kiệt, ngươi hỏi cái chuyện này thì có liên quan gì tới bổn án? Quan hệ thiệt lớn lắm đại nhân à. Nhưng mà xin nhẫn nại một chút đi. Ông chủ dư, ông có thể nói qua là ông làm sao có thể giao dịch với lại Chu Cầu hay không đi? Dạ, mỗi một lần thì đều là tiểu nhân coi còn lại bao nhiêu mì thì nói cho Chu Cầu biết. Chu Cầu làm xong thì đem giao tới cho tiểu nhân và thâu tiền. Còn nếu như đặt tiệc tùng thì tiểu nhân phải đưa tiền cọc cho Chu Cầu mua tài liệu để làm mì đó. Ồ, vậy thì bao nhiêu năm giao dịch này có phải là được suôn sẻ và công bằng hay không đây? Thì là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hả? Quay quay quay, Tống Thế Kiệt, bây giờ không phải biểu người bạn tới việc làm ăn đâu, mà đã kêu người sẽ ăn đò. Hả? Ngô Trại Sư, ngươi còn khuấy nhiễu Tống Trại Sư hỏi chuyện nhân chứng, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Dạ, đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Ông chủ dư à? À, có mặt đại nhân ở đây, ông đừng có lo lắng gì hết, mau nói cho đại nhân biết đi. Dạ. Đại nhân, tiểu nhân quả thật là quả thật thường hay có tới lui làm ăn với hắn. Chỉ là Chu Cầu đây á là một người ưa thích uống rượu. Không những là có một lần uống rượu say sưa tới kiếm tiểu nhân để bàn chuyện làm ăn, mà có một lần tiểu nhân yêu cầu hắn phải làm gấp 100 tạ mì, và hắn ta đã chịu hứa và cũng đã nhận tiền cọc của tiểu nhân, nhưng mà không về. Tới ngày mai khi tỉnh rượu thì hắn lại quên hết. Và sau cái chuyện đó, cứ mỗi lần mà thấy hắn say rượu đến kiếm tiểu nhân để bàn chuyện làm ăn thì tiểu nhân không tin nữa. Ý, nói như vậy có nghĩa là sau khi Chu Cầu ở trong tình trạng không được tỉnh táo thì người sẽ không làm ăn với hắn và không có đưa tiền cọc cho hắn. Vậy thì có nghĩa là lúc mà Chu Cầu không được tỉnh táo tới giao dịch với người thì người sẽ không tiến hành giao dịch gì với hắn, có phải không đây? Đương nhiên rồi, đã bị một lần còn chưa đủ sợ hay sao? Đã say rượu rồi, làm sao biết được câu nào giả câu nào thiệt, làm sao mà đưa tiền được chứ hả? Thì đương nhiên. Tống Thế Kiệt, ngươi hỏi chuyện bấy lâu, thật ra ngươi muốn hỏi gì? Đại nhân, bây giờ sự thật đã rõ ràng lắm rồi. Nè, bây giờ Tuần Thị quan hệ với lại Chu Cầu thì cũng giống như là quan hệ của ông chủ dư và Chu Cầu mà thôi. Ông chủ dư vì tình trạng của Chu Cầu không có được tỉnh táo thì không giao dịch với hắn. Tuần Thị cũng như vậy, nhưng mà là một người đàn bà muốn thi hành nghi lễ phu thê, trước khi mà Chu Cầu nói rõ ràng minh bạch thì Tuần Thị đâu có việc để hỏi hắn là có cần thiết gì chứ. Người nói cái gì? Cái gì là biểu tệ chứ? Không biết người nói gì nữa. Ê, không lẽ chuyện gì cũng phải nói ra minh bạch hay sao? Nói thẳng ra thì không nên, nhưng mà Ngô Trại Sư à, ta muốn hỏi ngươi nè. Trước khi vợ của ngươi và ngươi thi hành nghi lễ vợ chồng là có biểu hiện gì đây hả? Mắc cỡ sao? Nói đi. Mắc cỡ cái gì? Thì ta và vợ của ta cũng liếc mắt đưa tình cái, rồi nói anh nương tử à, lên đi. Vậy là chúng tôi hiểu rồi.
Thiệt là lễ phép quá ha. Ồ, quá khen quá khen. Để ta hỏi ngươi, chú Cầu à, ngươi lại có biểu thị gì đây? Ờ à, đúng, à nói đi. Không có. Đương nhiên là không có. Ngươi mỗi đêm về tới nhà uống rượu xài bét, lên giường là nằm ngủ. Ngươi vốn là không hề nói một lời nào với lại bà vợ. Bà làm sao biết ngươi có cần thiết gì chứ? Ngươi tự hỏi bản thân đi, đã bao lâu ngươi không đắp chân cho người vợ rồi hả? Ngươi đã bao lâu chưa hỏi han bả một lời nào đây? Ngươi đâu có thể trách vợ của ngươi không hành lễ vợ chồng với người chứ? Thôi giờ đúng rồi, phải rồi. Rồi. Yên lặng. Tống Thế Kiệt, trước nhất ngươi muốn nói cái gì là phải nói rõ cho mau. Đại nhân, thật ra lý lẽ đơn giản thôi, là Tuần Thị bởi vì không nhận được biểu thị rõ ràng minh bạch nào của Chu Cầu hết thì tự nhiên sẽ không hành lễ phù thề với hắn. Nhưng mà Tuần Thị thì đúng là người đàn bà trinh tiết, bấy lâu nay đã giữ đạo làm vợ là vì cái gì đây? Là chờ người chồng trở về thôi. Nhưng mà Chu Cầu thì lại khác, ra ngoài ăn chơi đàn điếm đã đành rồi, hắn còn diện cớ là không được hành lễ phù thề với lại bà vợ. Thật ra thì hành lễ phù thề với lại người đàn bà khác ở bên ngoài, chưa cái gì bà con, có quan hệ phù thề thì phải có quyền lợi hành lễ phù thề, có phải không đây? Và Tuần Thị lâu nay đã trừ lại cái quyền lợi hành lễ phù thề cho người chồng của bà chính là Chu Cầu. Nhưng mà Chu Cầu cứ đem cái quyền lợi này chia sẻ cho tất cả những người đàn bà khác ở bên ngoài và có kẻ không quen biết nữa, thử hỏi là có bất công không đây? Đại nhân, bây giờ quyền lợi làm vợ của Tuần Thị đã bị Chu Cầu tước đoạt đi, về tinh thần và thể xác cũng đã bị tổn thương nặng nề. Ta bây giờ đại diện cho Tuần Thị, đó là cáo trạng Chu Cầu, bắt hắn với bồi thường tổn thất. Ngươi thì là bậy bạ quá mà, đâu có tính toán như vậy chứ. Phải mà. Tống Thế Kiệt, ngươi nói cũng có lý lắm. Như vậy theo ngươi, Chu Cầu phải làm sao bồi thường tổn thất cho người vợ? Nè, dễ tính thôi. Cái tên Chu Cầu này đã bắt đầu ra ăn chơi ở 3 năm trước, và hắn mỗi đêm đã xài ở mấy nơi phong trần ở khoảng là 10 lượng bạc. Thì coi như 10 lượng đi, vậy thì một năm có 365 ngày, 3 năm á là 1095 ngày. Mấy ngày lẻ thì bỏ hết đi, đơn giản lắm thôi. Chu Cầu phải bồi thường 1 dạng lẻ 950 lượng cho người vợ, như vậy mới là công bằng. Hả? Cái dạng lượng đó, ta đâu có nhiều tiền như vậy. Hey, ngươi bây giờ không có thôi, nhưng vẫn còn cửa tiệm đó mà, thì làm từ từ để mà trả nợ đi. Nhưng mà như vậy, trước khi ngươi trả dứt cái nợ nần này thì không thể nào ra ngoài ăn chơi đàn điếm nữa. Nếu như không thì số nợ càng lúc càng lớn, làm sao mà trả dứt. Còn nữa, còn cái tướng của ngươi thiệt là dày dỏm đó, chắc là tánh nào tật nấy, tới chừng đó lại nói là tinh thần ủ rũ, chịu đủ hành hạ, tóc bạc đầy đầu, lại nhìn không được ra ngoài chơi, phải nghĩ ra một cách vẹn toàn thì mới được. Được rồi, xin đại nhân phán Chu Cầu đời này bị mất nhân đạo để mà tuyệt hậu quán. Yên lặng. Đại nhân, ông biết phán làm sao chứ? Bổn quan sẽ có chủ kiến, không cần người cho biết ý kiến. Chu Cầu, ngươi làm chồng bất nhân, cứ ra ngoài ăn chơi đàn điếm, làm tổn lợi ích của Trần Thị vợ của ngươi, ngươi có nhận tội hay không? Dạ tiểu nhân nhận tội, xin đại nhân khoan hồng, xin đại nhân khoan hồng. Được, nếu ngươi nhận tội, bổn phủ phán ngươi vào trước giờ thìn ngày mai là 100 tạ mì để phát cho bá tánh ở Quảng Châu. Nếu như ngươi làm không nổi thì chứng tỏ ngươi không có lòng hối cải, chừng đó bổn quan sẽ xử phạt ngươi thiệt nặng. Bãi đường. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Chuyện cảm gì đây? Cảm ơn đại nhân. Chuyện gì vậy mà phá được à? Đúng rồi đó. Đại nhân, đừng có thể phán nhẹ gì vậy chứ. Đại nhân, xin dừng bước đại nhân à. Tuy là Chu Cầu không phóng hỏa giết người, nhưng để gây ra chuyện tan nhà nát cửa, đại nhân phán nhẹ như vậy như là có vẻ không công bằng. Tống trại sư, ta phán như vậy dĩ nhiên có lý lẽ của ta. Tối nay tôi cố tình dẫn ngươi tới coi việc này, coi qua là ngươi sẽ hiểu. Nhưng mà chỗ này đêm khuya thì đâu có gì chứ. Quán mì của Chu Cầu ở đằng trước thôi, đi theo ta đi. Cũng không xong, làm sao làm được trăm tạ chứ.
Lại không được nữa. Nếu mà tối nay làm không xong Trâm Tạ, nhất định sẽ bị quan huyện phạt mà. Cũng tại mình thôi, ham đồ nữ sắc, bỏ mặt con vợ. Đáng đời. Mẹ. Ông có làm kiểu này tới trời sáng cũng không đựng Trăm Tạ mì nữa. Hơ, đại nhân thiệt là giỏi quá hơ. Ông đã biết Chu Cầu không làm nổi 100 tạ mì. Đợi hắn chỉ cần một đêm rồi mới phạt hắn thiệt nặng. Ngươi cứ coi tiếp đi. Ông có thấy mệt hay không? Để tôi làm cho. Tiếc quá mẹ, giỏi quá. Làm xong rồi. Nương tử, ta giúp bà. Để ta làm được rồi mà. À, bà cũng mệt rồi ha. Từ từ nha. Quầy các gì các vậy? Qua lấy mì đi. Hôm nay Chu Cầu này bị quan huyện xử phạt là 100 tạ mì. Để tỏ lòng hối cải, xin các vị tự nhiên lấy. Đúng rồi, cứ lấy đi. Có tiền không đây? Ngươi tự làm 100 tạ mì hả? Thiệt mà. Nếu mà không có vợ của ta giúp một tay, ta vốn làm không có xong 100 tạ mì. À, thì sao phải nhờ vợ mới làm nổi hả? Phải rồi. Phải. Nếu mà không có vợ của ta làm giúp, đừng có nói là 100 tạ. Cho dù một cái ta làm cũng không xong nữa. Chu Cầu này là một thằng ngốc, vong ơn bội nghĩa. Toàn là vợ của ta ở bên cạnh của ta, giúp đỡ ta, ta mới có ngày hôm nay. Ta không những đã xử tệ với bà, còn làm ra chuyện bỏ vợ bỏ con. May là có Trương đại nhân giúp ta, ta mới hiểu được là vợ của ta thật là quan trọng đối với ta. Từ nay ta không làm chuyện có lỗi đối với bà nữa. Để chứng tỏ vợ chồng chúng tôi đồng lòng, từ nay mì do chúng tôi làm ra, cái là mì hòa hợp. 100 tạ mì hòa hợp này là do vợ chồng chúng tôi hợp sức mà làm ra để cho các vị. Các vị cứ lấy đi. Đúng rồi, tự nhiên đi. Lấy ngàn nàng hối cải, ta lấy 3 cái. Ta lấy 6 cái đi. Ta lấy 5 cái. Cho ta 3 cái đi. Cầm lấy đi. Cho ta 3 cái đi. Chào đại nhân. Trương đại nhân, cảm ơn người đã phạt ta là 100 tạ mì. Tiểu nhân ngu muội vô tri, cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở. Tiểu nhân mới biết là vợ ta thì là có khổ tâm đối với ta. Ta thì là hối hận. Nếu mà tiểu nhân còn làm ra việc có lỗi với phu nhân nữa thì tuyệt không có bằng chó mèo. Trương đại nhân, toàn nhờ đại nhân phán quyết anh mình, cả nhà chúng tôi mới được hàn gắn lại. Ơn sâu nghĩa nặng của đại nhân, xin nhận tôi một lại. Ấy, hai vị đứng dậy. Hai vị không cần khách sáo, bổn quan chỉ làm tròn phận sự mà thôi. Bây giờ có thể nhìn thấy hai người vợ chồng đồng lòng hàn gắn với nhau, ta thì thấy vui mừng lắm. Trương đại nhân, ngươi thật là cha mẹ tái sanh của cả nhà tiểu nhân, cũng là quan phụ mẫu của bình dân ba tánh. Hôm nay may mắn được đại nhân tới Quảng Châu nhiệm chức, tuyệt đối là phước đức của Lê dân Quảng Châu.
Các vị thì quá khen gọi bổn quan rồi. Trương đại nhân, xin chờ một chút. Đại nhân, tiểu nhân không có gì đền đáp. Mì qua hộp này, xin đại nhân hãy nhận lấy. Dạ phải. Các vị quá khách sáo rồi, như vậy không được đâu. Đại nhân, nếu không phải phán quyết sáng suốt của đại nhân, thì vợ chồng họ đâu có làm ra được mì quà hộp này. Vậy cũng không ai về ăn thử. Thì hình như đã phù ý đẹp của người ta đó. Đúng rồi đó, nhận lấy đi mà. Lấy đi, đúng rồi đó. Vậy được, cảm ơn nhiều. Hay quá. Công tử mời dùng trà. Ý thiệt là thơm quá đi. Trương đại nhân, xin lỗi mà muội nha, gia tài của người hiển hách như vậy thì đúng là ăn mười kiếm không hết. Sao lại cực khổ lên kinh thành để đổ đạt công danh vậy? Nếu như là ta hả? Tống trạch sư chưa có biết thôi. Không sai, nhà hậu trường ở Quảng Châu thật là dọc khắp một phường, nhưng mà chưa hề có một tấu sĩ. Nhà hậu trường lấy lễ làm nhà, dĩ nhiên mong con cháu có thể đổ đạt công danh, quan công diệu tổ. Ta từ nhỏ đã được tổ tiên của ta phù hộ, lần này dù sao không phụ lòng kỳ vọng được đề danh bản vàng. Điều ta mong muốn nhất là có thể tạo thước cho bá tánh Quảng Châu. Như vậy nhà họ Phương thì có thể lưu phương 100 đời, để tới hồn thiên của cha mẹ đền đáp ân nghĩa sanh thành của cha mẹ ta. Thiệt là hiếm có. Cảm ơn. Quay, Đông Đại ca, ta biểu người nghĩ cách cho ta đó mà. Người vừa ngồi xuống là ăn mì lia lịa, vậy là quý gì đây hả? Suy nghĩ dùng đầu óc thôi, không thể dùng miệng mà. Vừa ăn vừa suy nghĩ mới có linh cảm đó cậu hai. Bây giờ muốn suy nghĩ không? Không phải đâu Đông Đại ca, người đáng ăn nữa mà. Vậy đã nghĩ ra chưa? Chuyện như vậy, cậu hỏi tôi, cậu và mơ hai có cái gì hợp rơ nhất hả? Phải. Hợp rơ thì không thấy đó à. Nói về cá tánh mợ hai thì đần độn lắm, còn cậu hai thì quỷ quái. Nói về sự nghiệp á, cậu thì thường hay lên công đường thưa kiện, còn mợ hai thì đứng ở bên cổ võ ủng hộ thôi. Mợ hai ở Lưu Đông mở y quán, còn cậu thì cứ ra ngoài sanh sự gây chuyện, chẳng có cống hiến gì. Người muốn chết sao? Ta bây giờ biểu người nói chúng tôi có cái gì giống nhau không đây? Không phải là kẻ tội của ta. Ta nói sự thật thôi. Có đó. Là gì? Cậu với mợ hai hợp tác thành công nhất là chế tạo ra cậu cái tổ. Các việc khác thì chẳng có ưu điểm gì. Nói bậy, đừng có nói sự nghiệp nữa, nói gia đình đi. Nói gia đình thì mợ hai thiệt thảm thương, mỗi ngày là bao nhiêu nội trợ, còn bôn ba cực khổ, còn phải coi cậu kế tổ nữa. Còn cậu thì ăn không ngồi rồi, mở miệng ra chờ cơm vậy thôi. Quê đủ rồi nha. Hả? Ta bậy bạ kiểu nào ta biết mà, không cần người kể ra. Đâu có thể nào chứ, ở chung với nhau bấy nhiêu năm thì là không có gì tâm đầu ý hợp hay sao đây? Phải hả? Ta nghĩ hoài sao hai người cứ không có cái gì ăn chung với nhau vậy? Hôm xưa sao hai người lấy nhau vậy? Đông Đại ca, đừng thấy ta không có nhà ở thường cơ chạy đạp đó nha. Đâu có cậu hai, ta theo cậu bấy nhiêu năm rồi, đâu có ai nói lời thật lòng với cậu chứ. Nói thiệt nha, phần ta đã nghĩ ra được một chút rồi, nhưng mà lại không dám nói. Thì nói mau đi. Thật ra con người của ngươi tánh thì không có gì, nhưng mà cái miệng thiệt bậy, đụng chạm tới nhiều người đó mà, phải không? Mỗi lần kẻ thù tới đuổi giết rồi kiếm cộng đồng là mợ hai để mà cứu ngươi. Nếu không ngươi đâu có còn mạng ngồi đây ăn mì chứ. Phải ha. Quay đặt vô đây, đặt vô đây. Là ba đó. Rõ ràng là ba đó mà. Mau chung tiền đi. Người uống mật gấu hả? Dám chơi gian lận. Mua cái mang đi chung tiền. Đúng rồi. Quay, ta rõ ràng chơi gian lận nữa mà. Vậy chỉ là đuổi ta đi thôi hả? Quay. Đừng trở phá đám nha, nếu không ta đánh người đó. Ê, chuyện gì đây? Dân gì mà hiền khô vậy? Đừng có cỡ bạn
đừng đứng đó, đứng lại, đứng lại. Chạy đi. Đừng có nặng tay quá nhờ. Phá đám hả? Chết rồi mày. Chết rồi mày. Đánh chết người ta sao chứ? Mới người ta cứu mạng. Mau lên mợ hai, mau lên, mau lên. Thiếu gia kìa, bị người ta đánh ngoài phố đó. Đáng đời mà, phải đánh thầy bế cứu. Không cần hỏi, nhất định là cậu hai có người nghĩ ra kế này. Chết đi, đáng đời mà. Nhẹ tay chút, Như vậy cũng ra tay sao chứ? Đừng vậy. Người dám tới phá đám hả? Ta cho người biết tay. Đáng đời. Bởi người ta, bởi người ta cứu mạng. Cứu mạng coi. Làm sao đây? Kế này do hắn bày ra, hắn tự anh lấy mà thôi. Ôi, đánh hắn đào tài quá. Đi. Đại ca chỗ tiệt à. Vậy cũng không thể cứu tờ. Chết thì chết. Đánh mạnh lên. Mạnh tay lên. Đập chết ngươi. Đứng lại. Nương tử, rốt cuộc thì đã chịu tới của anh rồi hả? Anh biết em đúng làm tốt với anh nhất mà. Anh thiệt là thảm tường quá đi. Bị đánh đập tới nỗi bị nát cả phổi, trèo cả cổ luôn. Tay chân bụng rủng. Nhưng mà không sao, trong nhà có nhiều thuốc tê thấp gì lắm. Về nhà sẽ thuốc sẽ hết chuyện mà. Về nhà hả? Chỗ này là nhà của ngươi mà. Lên bắn ở đây, mở lên, mở lên, mở lên. Lên. Đừng tử à, đừng có lo đánh nữa mà. Màu của ta xuống trước đi. Cao quá ta sợ lắm. Cúc. Chạy ghê quá. Nương tử à, làm ơn đi. Nương tử. Lên luôn. Cậu hai cẩn thận nha. Té xuống là lòi cơm đó. Cẩn thận. Quá. Chết rồi. Cậu hai, có sao không? Hả? Cậu hai, sao hả? Linh đùng, tại sao lại bỏ mặc anh như vậy? Nhàn hình sung, say mắt xuất tàu cũ hòa. Đường xâm hậu, trời quân chỉ bắt xì ca. Lần công phu, câu đất xíu dầu phát đề. Hồng phục lượng mây lì mộ. Sing mô hương chê hê ta. So yu 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 yu